Hôm nay mình sẽ dẫn các cô chú anh chị các bạn đi từ đường Lê Văn Duyệt mình quẹo qua bên Lạc Ông và Chiểu, rồi mình đi thẳng vô phía bên trong chợ Bà Chiểu các bạn ha. Đây là chợ Bà Chiểu bán buôn về đêm, rồi mình đi thẳng bên trong thì mình sẽ quẹo phải vào đường Bùi Hữu Nghĩa, rồi mình sẽ đi khám phá vài con đường trong đường Bùi Hữu Nghĩa nha các bạn. Và các hẻm, đây là khu vực chợ cá và chợ rau củ quả vẫn bán về đêm, nhộn nhịp về đêm. Rồi mình đi vài một dạo vào về hẻm thì chỗ đây là có cái quán Lậu Đời, quán Hoa Tèo đó. Mình đi một vài con hẻm trong khu vực chợ Bà Chiểu, hải 280 Bùi Hữu Nghĩa. Tiếp tục lộ trình là mình sẽ đi thẳng tới cầu Bùi Hữu Nghĩa, và mình đi thẳng qua khu vực Võ Thị Sáu, và mình rẽ bên hông đường Mạc Đăng Chi các bạn, công viên Mạc Đăng Chi, công viên Lương Tám ngày xưa. Mình rẽ bên hông mình tới đường Mạc Đăng Chi, rồi mình sẽ đi dạo vào trung tâm. Còn đây là khu vực Tây Minh La Gia. Về đêm thì lộ trình của mình đi vòng trung tâm thành phố, rồi mình đi vòng khu vực Tây Minh, vòng Đại Lộ Nguyễn Huệ, vòng ở chợ Bến Thành, rồi mình cũng tranh thủ điểm một cái tin, đó là cô gái trẻ bị sát hại vì lời trêu đùa tưởng chừng vô hại nhưng đã dẫn đến án mạng khiến cô ấy trẻ tử vong, đó là trêu chọc đầu trọc của nghi phạm. Rồi chúng ta cùng đi. Xin kính chào các cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Sài Gòn Đẹp Lắm. Mình trở lại thức phim buổi tối nha mọi người. Thì mình đi quay khu từ chợ Bà Chiểu á, trời cũng đang mưa lâm lâm nè. Từ đường Nguyễn Huy Tấn mình quay chợ Bà Chiểu, trời chợ Bà Chiểu mình đi theo hướng cầu Bùi Hữu Nghĩa, là cầu sắt ngày xưa á. Mình đi ra trung tâm mà. Lộ trình hôm nay mình như vậy các bạn. Vụ án xuất phát từ một lời trêu chọc đầu trọc của nghi phạm tưởng chừng vô hại nhưng đã dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, cô gái trẻ bị bắn tử vong. Diễn biến vụ án và bắt giữ nghi phạm. Ngày 11 tháng 7, một lãnh đạo công an thành phố Hà Nội cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đã bắt thêm một số nghi phạm liên quan đến vụ án cô gái trẻ bị bắn tử vong khi đi dự tiệc sinh nhật. Các nghi phạm bị bắt để điều tra về hành vi che giấu tội phạm. Trước đó, vào 0 giờ ngày 10 tháng 7, Đinh Xuân Sáng sinh năm 1984, trú tại xã Thanh Nguyên, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, đã bị công an thành phố Hà Nội phối hợp với lực lượng chức năng bắt giữ. Sáng là nghi phạm nổ súng khiến chị TQH, sinh năm 2002, trú tại quận Hoàng Kiếm, thành phố Hà Nội tử vong ở Long Biên, thành phố Hà Nội. Khi bị bắt giữ, Sáng đang lẫn trốn tại khu vực biên giới Việt Nam, Campuchia thuộc tỉnh An Giang. Nguyên nhân vụ án. Theo lãnh đạo công an thành phố Hà Nội, vụ án xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ. Khi Đinh Xuân Sáng cùng bạn đến nhà một người bạn tại tổ 3, phường Thượng Thanh, quận Long Biên chơi, Sáng nghe có người trêu về cái đầu trọc của hắn. Cảm thấy bị xúc phạm, Sáng rời cuộc vui và kể lại sự việc cho hai đồng bọn. Vũ Thành Quang sinh năm 1994, trú tại phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, và Nguyễn Xuân Đạt, sinh năm 1991, trú tại phường Cửa Đông, quận Hoàng Kiếm. Hành động gây án. Sau khi thảo luận, cả ba quyết định trả thù. Sáng, Quang và Đạt lên xe ô tô Hyundai Accent, mang theo súng bắn đạn bi và quay lại quận Long Biên để tìm nhóm của chị Hát. Khoảng 1 giờ sáng ngày 3 tháng 7, nhóm chị Hát đang rời khỏi nhà người bạn ở phường Thượng Thanh. Khi thấy nhóm chị Hát, Sáng dừng xe để nói chuyện nhưng nhóm chị Hát bỏ chạy.
Sáng lái xe đuổi theo đến ngõ 264 đường Ngọc Thụy và bắn súng về phía nhóm chị H. Viên đạn trúng tay chị H và xuyên vào ngực, gây tử vong. Hành trình lẩn trốn và bắt giữ. Sau khi gây án, Sáng điều khiển xe ô tô Hyundai Accent từ thành phố Hà Nội vào tỉnh An Giang để tìm cách xóa dấu vết và bỏ trốn. Lực lượng công an đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với lực lượng chức năng để phát hiện và bắt giữ Sáng khi đang lẩn trốn. Chiếc xe ô tô cũng đã bị thu giữ. Kết quả điều tra ban đầu, khoảng 19h30 phút ngày 2 tháng 7, chị TQH cùng một số bạn dự sinh nhật tại phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Sau khi sự việc xảy ra, công an thành phố Hà Nội đã vào cuộc điều tra và truy tìm các nghi phạm. Đến tối ngày 3 tháng 7, công an bắt giữ Vũ Thành Quang và sau đó Nguyễn Xuân Đạt đã ra đầu thú. Vụ án xuất phát từ một lời trêu chọc tưởng chừng vô hại, nhưng đã dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Hiện cơ quan chức năng vẫn tiếp tục điều tra và xử lý các nghi phạm liên quan. Đóng cửa mà, thì ra mà chịu về đêm, thì chợ về đêm các bạn. Chợ này các cô chú anh chị các bạn muốn mua rẻ thì mình buổi sáng mình đi sáng sớm khoảng 4-5 giờ sáng thì rẻ. Thì bán hải sản à. Trái cây rồi. Bán trái cây. Mua bán trái cây à. Cũng cho 35-30 ngàn ký. Chờ 3 triệu về đêm. Đây là khu bán rau củ quả, trước là tiệm Mi Hồng. Đường thấy các bạn ướt không? Rồi mưa. Đây cũng 8 giờ đóng cửa các bạn, 7 giờ mấy rồi. Đây Mi Hồng, hai tiệm luôn. Rất là đông khách mua vàng à. Bán vàng, mua đô, bán đô mà. Đây chợ Bà Chiểu về đêm. Mía mít là mua 3 tầng 1. Đây là có trường xung quanh nhà thờ Thánh Mẫu, trường Lâm Sơn 1, Lâm Sơn 2. Bên trái là nhà thờ Thánh Mẫu, giá sứ gia đình đó các bạn. Rồi đi đánh một vòng đi là mình đi vòng ra đường Mũi Nghĩa đây ra Cầu Sắt. Ở trong là có chung cư, đường ở trong chung cư. Rồi vòng ở trong ra đây. Đường này ra là đường Biên Phủ. Mình vòng ra các bạn. Mình không muốn đi Biên Phủ bằng cái ngã đó à, mình đi muốn đi Cầu Sắt qua. Có hẻm xung quanh đường Bùi Hữu Nghĩa và hẻm Bùi Hữu Nghĩa luôn, 280 Bùi Hữu Nghĩa. Người phải vô chút đi, chạy vòng vòng vô chút rồi chạy ra rồi đi về Cầu Sắt.
Rồi coi quán Hoa Tè cũng lâu rồi các bạn. Quán này rất là lâu, từ 20 năm về trước mình đã thấy rồi. Hẻm 280/59 nè, 280/82. Hẻm xung quanh đường Bùi Hữu Nghĩa. Hẻm hẻm ô tô quá ha. Với Ngũ Hành Miếu ở đây. Đây. Đây cũng không tới đường Điện Biên Phủ luôn các bạn. Đây thấy đây là tòa tháp à. Tòa tháp trên đường Điện Biên Phủ. Hãy mô tô quá. Có dòng là được, mình dòng lại mình đi đi về hướng kia. Cắt dòng lại được đó. Kìa cắt đường cục. Hẻm ô tô quá ha. Đây cũng là con hẻm trong đường Quốc Nghĩa, hẻm 280/70, hai xẹt luôn. Đó cũng là quán nhà Hoa Tèo. Rồi mình đi ra các bạn. Hẻm ô tô ha. Rồi mình đi ra đường lớn. Đó mình đi vòng ra, mình đi vòng ra tới Bùi Hữu Nghĩa ra hướng cầu sắt. Rồi đây khu cầu sắt này hồi xưa là có cái cầu bằng sắt các bạn, sao năm 90 chứ mấy sập cầu xong rồi mới xây lại cái bê tông. Thì cầu bê tông này từ đó tới giờ luôn các bạn, gió quá trời sắp mưa. Rồi khu này hồi xưa là thấy nhà sàn á, nhớ là nhà sàn ở trên cái con kênh phía trước là nhà với sao là kênh. Giờ thấy cũng khang trang rồi, nhưng mà cái khu này thấy là nhà cũng có nhà cao tầng, chắc là cũng có quy hoạch. Thường là nhà khu nào mà có nhà mới xây đó các bạn, canh coi biết có quy hoạch không, là canh nhà mới xây á. Nhà khu này có khu đó nhà mới xây rồi mà cao nữa là biết là xây được cao như tầng. Có được là khu quy hoạch vật treo. Rồi mình đi qua cầu Nguyễn Phủ các bạn.
Cầu Bửu Nghĩa, cầu Bửu Nghĩa. Các cô chú đi qua các dụng nước cẩn thận nha, những cái xe họ không ý thức á, nãy mà mới đi họ bị họ cán nước văng lên đó các bạn, mình bị cẩn thận. Nhiều người họ chẳng biết ý thức gì là đi ngược chiều mà đi nhanh, đi ngang dụng nước rồi cán ướt người ta. Rồi mình đi tới khu Mai Thị Lụ, mình vừa trái Mai Thị Lụ tham quan chùa Tổng thống Obama đã đang đi qua. Rồi mình đi thẳng Mai Thị Lụ, các bạn nhìn thấy bên phải chúng ta chùa Phước Hải, xe đang về. Chùa Phước Hải về đêm rồi không có cho tham quan các bạn. Mình sẽ đi đường Võ Thị Sáu, mình đi thẳng đi tới Võ Thị Sáu, mình về qua bên hông công viên Mạc Đăng Chi ngày xưa, công viên Liên 8 bây giờ. Trái đây vô Võ Thị Sáu các bạn, Võ Thị Sáu ở trong đó có những con đường rất là nhỏ, đường Hòa Mỹ các bạn, thấy rất là nhỏ luôn á, giống một cái hẻm nha. Đường xe họ đi họ gọi là lấp qua lấp lại đi cho thật nhanh luôn. Rồi mình vừa trái đi đi quậy bên hông công viên Nguyễn Chi, mình quay cho cô chú anh chị các bạn xem. Đây ngày xưa là nghĩa trang Mạnh Chi, đây có những cái trường học, trường Huỳnh Thương Ninh.
phải các bạn, bên phải. Bây giờ mình đi tiếp tục con trình là đi thẳng nha, thẳng đường Mạnh Đình Chi này, mình tới Lê Dũng, mình đi ra Đồng Khởi, mình đi ra Nguyễn Huệ, mình vòng qua nhà hát Bến Thành, từ Bến Thành mình về, đó lộ trình hôm nay. Rồi coi như quán Nhật Man Maru, hàng Nhật Bản, rồi quán ăn đồ Đức, dán ra ba, dán què, nhà hàng Bách Việt. Thì bia Heineken năm rồi doanh số giảm cho nên đã cắt giảm các bạn, đóng cửa một cái nhà máy. Mình đi qua đây nha, đóng cửa một cái nhà máy ở bên Quảng Nam. Kinh doanh khó khăn các bạn, giờ bia Heineken cũng ra là bia không còn, có vị cũng giống như là bia có cồn, chung là nhà nước ra luật thì tuân theo thôi các bạn, nên bia Heineken cũng ra là bia không có cồn để cho các khách hàng vẫn an tâm uống bia mà không bị phạt. Không bị xa xỉn. Bây giờ mình đi thẳng tới đây tới đi. Đi thẳng ra Hai Bà Trưng luôn, cuối đường Hai Bà Trưng luôn, khu này cũng vui lắm. Đường không nói đi, mình nói khu trong dân, tập trung trong dân. Bay thu nhất về đêm. Chúng ta đi thẳng quá ha, tiếp tục đi thẳng Hai Bà Trưng. Bên trái chúng ta là tổng lãnh sự Pháp nha các bạn, bên trái. Chúng ta đi thẳng đường Lê Dũng các bạn, đi thẳng đường Lê Dũng,
chúng ta đi thẳng qua Lê Duẩn rồi chúng ta tới Hai Bà Trưng. Mình đi thẳng nha bà, đi thẳng vô đây, công trường Mê Linh. Chiếc xe đang hư đang chớp xe buýt đang chắc xì bánh. Đi đêm á là sợ nhất cái gì phải không? Đi đêm này là sợ nhất là bởi bánh xe, xe hư, chung là xe máy đó, giữa đêm đi giữa đường các bạn. À, khu trung tâm thì thật là những cái tiệm sửa xe đêm rất ít, sợ nhất là hư xe á, đời không lên. Đó, rồi hai là bởi bánh xe, ba là hết xăng. Thì hết sao mà có thể chăm chứ được rồi. Mình đi cũng rất sợ. Mình quay đêm mình đâu không dám đi xa đâu. Khi đi xa lỡ bởi bánh xe này nọ không có đường về. Khu đường Hai Bà Trưng này cũng vui, có cả ba búp rất là vui, quán bar, khách Tây thì cũng dạo thưa đường này rất nhiều các bạn, nhà hàng Nhật á, xe đậu nhiều đó chứ, xe đậu nhiều rất khó đi, mất một lên xe. Rồi chúng ta tới tượng của Ngài Đức Thánh Trần Hưng Đạo rồi.
chúng ta sẽ vòng vòng qua đường Nguyễn Huệ, cái là chúng ta đi về Chợ Bến Thành hết lộ trình ngày hôm nay. Trời cũng sắp mưa các bạn, gió dữ luôn, gió từ Bến Bình Đằng thổi xuống xe nữa, trời ơi xe vô. Đây là khách sạn Hilton, rất là đông du khách, sạn 5 sao các bạn, cao cấp ngay trung tâm Sài Gòn. Vì Nai Xanh cũng là khách sạn 5 sao, đông du khách các bạn. Khách sạn này thì có cái là ở trung tâm nhưng mà bị cái các bạn biết không, là kẹt xe ở trung tâm hay kẹt xe. Cái này là cuối tuần là đóng xe chứ mít luôn. Này cũng khách sạn Liberty nè các bạn, nhưng mà tất đất tất vàng mà ở trung tâm thì cũng như là phải sát xây sát được, không có khuôn viên mà như cái khách sạn như là khách sạn Tân Sinh Nhất là có khuôn viên rất là đẹp. Không, tại vì tất đất tất vàng mà bây giờ đâu có khuôn viên đâu, xây sát địa hình luôn, mặt đường luôn. Rồi chúng ta quẹo vô đường Nguyễn Huệ các bạn, Nguyễn Huệ đông người dân ở tỉnh khác tới tham quan. Hôm nay thì ở ngoài đây chưa có hoạt động gì các bạn, cái cuối tuần có hoạt động thì mình đi quay, từng vừa rồi không có, từng trước nữa thì có, mình cũng đã quay cái khu ẩm thực á, ở ngoài thương xuất phát cũ á, cho các cô chú anh chị các bạn xem rồi. Bên đây là khách sạn, lớn cũng của tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Đây những xe buýt, tiếng xe buýt chở đi tham quan trung tâm. Đồng bào và các bạn thân mến, hiện nay tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ vẫn còn tình trạng xả rác và rác thải trên nhà để xem các hành vi vi phạm. Du khách Tây cũng qua thuê xe mô tô và xe máy chạy. Đây là khách sạn Oscar, cũng khu phố này là phố đi bộ rồi, nhiều cửa hàng ăn uống mọc xung quanh khu phố đi bộ. Số con cây các bạn, mở hai cửa hàng luôn, buôn bán là bán được lắm nên mới mở hai cửa hàng đây luôn. Mình đi bữa trái ha, bữa trái chỗ chợ Bến Thành. Thank you.
rồi chúng ta đi thẳng tới chợ Bến Thành. Bây giờ thì các bạn thấy ra đường các bác tài rất nhiều. Nói chung là mình nói chung các hãng xe công nghệ Grab, Bi, Gojek, rồi SunXM đó, là nói chung là tình trạng thất nghiệp nhiều. Thì mưu sinh chỉ là đi chạy xe công nghệ, khó khăn, cuộc sống rất khó khăn. Đây một nhà hàng Gen Sushi, đây là mặt bằng nhiều tại chúng ta, bằng cả nhiều cái nhà cổ của Pháp á. Chung là cái vấn đề đây là cái nhà rất là mặt bằng 4m thôi, khó bán. Thôi phải thôi, hai căn mà đập tường xuyên qua thì buôn bán nó dễ, một căn 4m thì nó khó. Bán cà phê, bán ăn uống khó, chỉ nữa là bán đồ lưu niệm, bán quần áo. Đây chợ Bến Thành. Tối về đêm cũng có khách du lịch trong chợ Bến Thành về đêm các bạn. Thấy mà thấy cũng đông, không có vắng đâu. Về mà đông khách du lịch đó. Khu này là giống như chợ đêm, nhưng mà xưa có chợ đêm đây, giờ này dẹp rồi. Cách đây chắc cũng trước dịch đó, là ở đây chợ đêm mà co chiều cái bà con đẩy cái xe ở đây, giờ là tôi dẹp hết rồi mà. Đây cũng là chợ đêm. Chợ đêm đây thì nhà người dân họ tự buôn bán. Khu phố nhỏ nhỏ xíu xíu. Các spa, các em mở dài ra chợ đó. Spa phố mắc xa. Thì chắc khách du lịch đầu hầu rồi các bạn. Malai Asia thì Mỹ visa thì như Malaysia tới nhiều, người Malaysia, Indo các bạn, Malaysia Indo thì đại hội cũng nhiều. Đây quán sushi. Rồi mình sẽ đi về phải á, phải đi tới Tư Trọng, về. Ở đây cũng cả mặt bằng cả rất là nhiều. Thì cũng là một cái cơ hội để cho cái mặt bằng xuống giá, mà giá cao quá mà dân mua bán không có được, kinh doanh bán không có được thì cả mặt bằng.
Đây là cây khách sạn ha. Sạn. Rồi chúng ta tiếp tục tới bắt tờ chúng ta đi về Diamond Plaza. Cô này nhộn vậy quá ha, quá ăn chili Thái, nó Thái Hà Lan cà phê. Xe đậu hết đường đi luôn. Rồi chúng ta vừa trái về đường Bắc Tơ. Chúng ta đang trên đường Bắc Tơ các bạn. Bắc Tơ chúng ta về. Đông à, vậy đó em khu cà phê bên đây nè, quán Đen Đá là 24 giờ nè, đông xe đó mà, đông mở cửa 24 các bạn trẻ, rồi suốt khu vực đó rất đông vui,
rồi mình đi vòng ở trung tâm cái hồ Con Rùa, cái mình vòng về các bạn ha. Bực sáng Sting sang Hòa Đỉnh đang có bước đang có trang trí mới ở chỗ dòng xoay các bạn, chỗ bên đây da chú gấu dọn đi mất rồi. Vậy chúng ta tới Island Coffee. Nhà Võ Thanh Ni ở đây lễ hội gì đây. Cà phê gì đây mà cà phê ngồi trong khuôn viên á của nhà Võ Thanh Ni cũng là khuôn á, bật các đèn giống như đèn cầy á, ánh sáng mờ mờ ảo ảo, đây vui động à. Đây vui là sôi động á bạn, đây khu hồ Con Rùa. Long Quan hậu khơ hấp nhiệt Hồng Kông à. Đó, thấy các bạn thấy âm nhạc rất là vui nhộn ha, dành cho giới trẻ. Rồi mình đi đi về các bạn, hết lộ trình hôm nay rồi. Đi dạo xung quanh chợ Bà Chiểu rồi ra khu trung tâm rồi. Đây khu các sạp bán đồ ăn uống của nhà Quang Đi hình như là chỉ bán một vài ngày cuối tuần các bạn. Đây cái sạp cũng vắng các bạn, cái dọn dẹp cũng vắng. Thì lộ trình hôm nay của kênh Sài Gòn đẹp lắm, đến đây là tạm dừng. Cảm ơn các cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi. Cô chú anh chị và các bạn nhớ đăng ký, nhớ chia sẻ để ủng hộ kênh Sài Gòn Đẹp Lắm ngày càng phát triển. Xin chào tạm biệt các cô chú anh chị và các bạn. Hẹn các cô chú anh chị và các bạn clip chiều tối.